lớp đại học quy tụ dàn mỹ nhân Việt Nhã Phương, Diệu Nhi, Thúy Ngân. Diệu Nhi chia sẻ loạt ảnh gặp mặt bạn cũ thời đại học, trong hình còn có sự xuất hiện của các diễn viên nổi tiếng khác như Nhã Phương, Thúy Ngân. Đây là lần hiếm hoi bộ tứ Diệu Nhi, Nhã Phương, Thúy Ngân, Á Khôi, Lệ Quyên cùng chụp chung với nhau trong một khung hình, dù từng là những cô bạn thân học chung lớp. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Diệu Nhi bất ngờ khoe khoảnh khắc họp lớp thân thiết bên cạnh bạn bè cũ, kèm theo chia sẻ vô cùng xúc động. Hôm nay bé đi họp lớp trường sân khấu điện ảnh K14, mừng thầy Trần Minh Ngọc nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và lớp kỷ niệm 2009-2019. Ôi trời ơi, 10 năm, nhưng trừ một năm đầu học còn bỡ ngỡ, còn vô nghề được 9 năm rồi. Bộ tứ Diệu Nhi, Nhã Phương, Thúy Ngân và Á Khôi, Lệ Quyên. Tuy nhiên, điều đặc biệt là sự xuất hiện của các diễn viên nổi tiếng như Nhã Phương, Diệu Nhi, Thúy Ngân, Á Khôi, Lệ Quyên. Chính điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò, vì bình thường rất ít khi thấy cả bốn cô gái xinh đẹp nổi tiếng hội tụ cùng nhau. Tuy nhiên, trước đây Diệu Nhi cũng nhiều lần chia sẻ việc cô là bạn học cùng lớp diễn xuất với Nhã Phương và Thúy Ngân. Những ngày đi học, cả ba có mối quan hệ khá thân thiết với nhau. Tất cả đều rất vui vẻ và háo hức khi gặp lại nhau nhân ngày họp lớp. Sau 10 năm, mỗi cô học trò đều có những thành công riêng của mình. Nhã Phương, Diệu Nhi, Thúy Ngân đều có những người thành công riêng. Sau khoảng thời gian dài làm nghề, hiện tại Nhã Phương khẳng định được tên tuổi của mình bằng hàng loạt những vai diễn ấn tượng. Về cuộc sống, cô đang sống trong khoảng thời gian viên mãn nhất bên ông xã Trường Giang và đứa con đầu lòng. Trong khi đó, Diệu Nhi cũng nhận hết lời khen ngợi vì ngày càng xinh đẹp và có nhiều vai diễn thành công. Thúy Ngân ngoài vai trò một á hậu, cô còn trở lại màn ảnh và ghi dấu ấn mạnh với khán giả qua vai Hân trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và đảm nhận vai trò MC nhiều chương trình. Lệ Quyên cũng theo đuổi con đường diễn xuất nhưng sự nghiệp không khởi sắc là bao. Năm 2015, cô quyết định dự thi Hoa Khôi Áo Dài và đoạt giải Á Khôi 2. Lệ Quyên đại diện Việt Nam đi thi quốc tế, sau đó lấy chồng và rút khỏi các hoạt động showbiz. Mặc dù hội bạn của ba cô nàng xinh đẹp Nhã Phương, Diệu Nhi, Thúy Ngân tía xuất hiện cùng nhau, nhưng mỗi lần hội ngộ thực sự khiến không ít người phải trầm trồ vì quá xinh đẹp. Hy vọng trong thời gian tới, bộ ba bạn thân sẽ có nhiều sự kết hợp với nhau hơn nữa trong các sản phẩm nghệ thuật.